chào thầy cô và các bạn. Em tên là Trần Phùng Huyền Trân, đến từ phường 5, quận Bình Thạnh. Hôm nay đến với hội thi, em xin được phép giới thiệu về một cuốn sách mà em đang đọc và em tâm đắc nhất, chính là cuốn sách Công dân toàn cầu, công dân vũ trụ của giáo sư Phan Văn Trường. Tác giả giáo sư Phan Văn Trường là cố vấn của chính phủ Pháp từ những năm 1990, từng nhận nhiều huân chương, danh hiệu cao quý của chính phủ Pháp và nhà nước Việt Nam. Trong suốt 40 năm sự nghiệp của mình, ông đã làm việc ở nhiều vị trí lãnh đạo ở các tập đoàn đa quốc gia, từng tiếp xúc với nhiều chính khách nổi tiếng bậc nhất thế giới và ông nổi tiếng là một nhà đàm phán sắc bén. Trong những tác phẩm giá trị của giáo sư Phan Văn Trường như Một đời thương thuyết, Một đời quản trị, Một đời như kẻ tìm đường, thì Công dân toàn cầu, Công dân vũ trụ là tác phẩm được cho ra mắt gần đây, được nhiều sự quan tâm của độc giả là thanh niên, sinh viên, học sinh. Tác phẩm Công dân toàn cầu, Công dân vũ trụ là tựa sách được xuất bản bởi nhà xuất bản Trẻ với dung lượng ít, chỉ khoảng 180 trang nên rất dễ để mọi người có thể đọc lại nhiều lần. Trong quyển sách, giáo sư Phan Văn Trường đã chọn một cách đặc biệt là chia sẻ về cuộc sống của những người mà ông từng gặp và cho rằng họ đang sống và làm việc như một công dân toàn cầu, rồi để độc giả tự đúc kết cho mình cảm nhận riêng. Những người được mô tả trong sách có một doanh nhân trẻ, một chú bé người Việt, một người phụ nữ Pháp gốc Việt, một doanh nhân vĩ đại người Mexico. Họ khác nhau về quốc tịch, giới tính, độ tuổi, công việc, nếp sống, nhưng họ là công dân toàn cầu. Ông cũng nhấn mạnh niềm tin vào nội lực, trí tuệ và những điều đáng tự hào của người Việt Nam. Tác giả hy vọng mọi người nhận ra rằng thế giới này là bình đẳng, hồn nhiên, thẳng thắn và tích cực, rằng hãy tự tin vì mỗi người được trao một sứ mệnh trong thế giới này. Bản thân em, sau khi trải nghiệm qua quyển sách này, đã rút kết ra bài học cho bản thân rằng khái niệm công dân toàn cầu không hoàn toàn chỉ dừng lại ở mức giỏi ngoại ngữ hay trải nghiệm ở nhiều quốc gia khác nhau, mà cốt lõi ở công dân toàn cầu là làm được những việc giúp xây dựng cuộc sống xung quanh của mình tốt hơn, dù là từ những việc nhỏ nhặt nhất. Công dân toàn cầu là một phong cách, thái độ, cách nhìn cuộc sống của những người có trách nhiệm với địa cầu, với sinh thái, với những gì vũ trụ ban tặng. Đây là đoạn trích mà em yêu thích nhất. Công dân toàn cầu không phải một mực bất động, ổn định, mà là một hành trình. Các bạn sẽ ngạc nhiên khi tôi viết đến đây. Điều này giống việc đi tu hay tập võ hoặc thực hành yoga. Bạn sẽ không bao giờ tới đích, vì đích sẽ cứ lùi khi bạn cứ tiến. Bạn càng tiến nhanh, đích sẽ càng lùi nhanh. Nhưng bạn chỉ cần tự nguyện đi vào con đường đó với tinh thần chân thành thì bạn đã đúng hướng. Qua đôi dòng giới thiệu ngắn này, em kỳ vọng có thể lan tỏa một chút năng lượng tích cực của chính tác giả. Hãy dành thời gian tìm đọc tựa sách này. Biết đâu, bạn có thể rút ra được những giá trị bổ ích cho quá trình phát triển bản thân của mình. Cuối cùng, em xin chia sẻ một vài mẹo nhỏ của mình trong việc đọc sách. Nên rèn luyện cho mình thói quen đọc sách hàng ngày. Một phần vì những lợi ích từ sách mang lại, nhưng mặt khác cũng rèn luyện duy trì khả năng tập trung của chúng ta. Đặc biệt trong bối cảnh bùng nổ các thể loại content nhanh hiện nay, khiến cho khả năng ghi nhớ, tập trung của chúng ta bị tổn thương nếu không luyện tập thường xuyên. Nếu bạn không đọc được nhiều, hãy bắt đầu từ vài trang, sau đó lại đọc nhiều trang hơn nữa và mỗi ngày cứ tăng dần lên. Thật lý tưởng nếu mỗi ngày bạn dành ra khoảng 20 phút trước khi ngủ để tận hưởng những quyển sách với thể loại mình yêu thích. Thứ hai, không được gấp góc sách để đánh dấu lại trang sách mình đã đọc vì sẽ làm hỏng sách. Thay vào đó, hãy dùng bút mark có sẵn, hoặc bạn có thể tự làm một chiếc theo sở thích của mình, vừa đẹp vừa giữ gìn được sách tốt hơn. Bài giới thiệu của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại!